cất kỹ anh Phan. Giờ này là uống bia rồi bắt đầu uống tí xíu bia rồi bắt đầu ngủ ha. À, nhưng mà... Thế thôi, bình thường, kể anh. Anh là sao anh đến dòng mẹ á, là anh sao sao sợ quá à? Sợ là nó hù anh. Gì hả? Nó hù anh. Anh đang có cứng án nghe chưa? Bữa nãy anh đi mua rượu, anh bước lên trên lại cái bậc thềm rồi nó kêu anh hai lần. Anh nhìn ở ngoài sau, nhìn ở ngoài trước, nhưng mà không thấy ma nào chứ. Bây giờ anh nhìn qua là tay nhà là ốp ngoài đường á, nó nói là nó xin rượu mẹ ngoài sau, đúng không? Như là anh đi quanh lại nhưng không có luôn người trước. Nên trên này có ma chứ? Có không anh? Có thể không? Có bằng chứng cớ luôn mà. Chính nói xong vô người anh luôn mà. Mà ở đây là anh không cho là câu được. Mà là có thể mình là tên. Anh uống không ăn uống gì anh? Chip hả? Chưa có rảnh á, chưa là có rảnh á, đặt thế mua này là cho mình đi không? Được. Dạ, nhìn hiểu cả đào quen nha, kỹ nha. Được, lấy mà classic luôn á. Ok, dạ, cái này ngon nha. Dạ. Nhớ kỹ đào quen nha. Phải biết mua trước thì là trước khi lại đây, đâu biết trước đâu, đâu có biết anh cần cái hiệu đó đâu. Chỉ là hôm qua mấy bữa trước là nói là cái đó thôi à, dưới thuốc hút mà quên rồi không có mua được. Bữa nào mua là thuốc cũng được. Dạ thuốc. Anh có cần mua thuốc mà gì uống cái giò không anh không? Có cần mua thuốc không? Thuốc mình, gì? Mình có. Có hả? Tại vì mỗi người tại vì một người bạn cho rồi. Dạ. Nếu mà không có thì em đi mua thuốc cho anh uống. Người bạn cho này là đau nhất đúng rồi. Uống chưa anh? Uống chưa? Uống rồi. Đi anh rồi chừng nào mà mình cảm thấy á, chừng nào mình là cảm thấy mình mệt quá cho em ngủ uống vô, quậy quải quá giờ mình uống vô. Dạ. Nhưng mà giờ anh đỡ không? Anh có quể quải gì không? Không. Dạ. Mình á. Mình là cũng là đang lo vậy, đang buồn lắm. Rồi làm sao mà cho là cái này đó của mình đó. Là nó hết đó, đầm đi làm. Chết cha rồi, mà là có điện thoại mà không có tiền đóng.
quý vị nhập trước. Vậy hả? Mấy thằng đó không có biết, coi như là mấy thằng đó không có biết chú đồng, chỉ có mình thôi, mình dạy cái bài đó dạy thằng Cường thôi. Có thấy Cường không? Thấy đâu? Nghe là trễ lắm. Trễ lắm hả? 10 giờ 11 giờ. Cường đầu tóc á, Cường mà không có tóc á. Giờ là mới đi ngang qua. Mới đi ngang qua ở đâu, chỗ nào? Ngoài hả? Mới đi ngang qua nè. Mới đi ngang lại gì hả? Nó chừng nào mấy giờ mới lại đây Cường đó? Anh nói là 10 giờ 11 giờ mới tới hả? Thì à, tụi nó đi show 10 giờ 1 giờ cũng có và 3-4 giờ cũng có. Sang đâu rồi? Sang hả? Chú ở nó lên giờ nè. Xong rồi nó nó dưới là nó lo là cho ba nó rồi tắm rửa ăn uống nhiều quá à, để đâu hết rồi thôi. Nhiều quá à, để đâu hết. Hết mấy ngày hết nha. Cái là các bạn cậu khỏe 2 ngày cậu khỏe nha. Mà em biết mà bia là Heineken rồi Tiger rồi vậy là bút la gì đó như là bỏ lưu đây là cậu khỏe 50 chai và anh kinh nổi đó. Tụi nó giác không nổi mà anh đâu. Chứ gặp ai ớt thiệt mà anh giác nổi. Anh dám hứa một cái danh dự. Tụi nó giác không nổi bằng anh đâu. Anh có chỗ để không? Anh có chỗ cất không? Sao? Có chỗ cất không? Có. Có à? Nếu mà không có chỗ cất để... Gửi em. Gửi em giữ cho. Mơi hay là bữa nào đưa lại cho anh. Còn mà phải không? Anh còn mà phải không? Bữa nay mấy rồi? Bữa nay thứ 5. Bữa nay mơi thứ 6. 6. Mơi thứ 6. Dạ. Cái chừng xuống đi. Giữ giùm em, giữ giùm anh ha. Rồi ngày mơi đưa ha. Ok. Anh nói cần cái chip đó phải không? Cái chip hiểu đó luôn á. Đúng rồi. Lay glasses. Này là muốn lát thiết điện đó thì lát thiết. Chip nó mặn lắm á nha. Muối không mặn. Chỗ cây xăng bia, đi ngang qua cái xăng đầu á, cái xăng, đi 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 vậy
Anh nói chỗ pizza đó hả? Chỗ con rác mà chỗ phía sau pizza hay là phía trước? Đúng rồi, coi coi vậy là mình nói là có là tụi nó à. Ờ là có à, hả? Ờ à. Em hỏi nó gì không? Em có lắm. Dạ, anh tìm cừu